Xin chào các bạn, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ Plex Shiba Inu. Để tham gia dự án Airdrop thì mọi người vào link phần mô tả cho mình. Sau đấy mình sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram cầu nhé. Với dự án này mọi người sẽ chia phô giải thưởng là 500.000 token Shiba và sẽ có 5.000 người may mắn sẽ chia phô giải thưởng này. Đầu tiên mọi người bấm bắt đầu mình. Rồi sau đó bấm join Airdrop. Ở đây mọi người sẽ bấm submit data. Okay. Rồi sau đấy mọi người join vào group Telegram, bấm tham gia. Rồi đây mình tham gia rồi quay trở lại, bấm button. Rồi tiếp theo follow kênh Twitter. Ở đây bấm follow kênh Twitter này, bấm theo dõi cho mình nhé. Sau đó kéo xuống dưới bài đăng. Ở bài đăng này mọi người like này và retweet là kênh Twitter này. Ok, quay trở lại. Một copy profile link kênh Twitter của mọi người sẽ được gửi vào đây. Rồi, địa chỉ ví mọi người dùng địa chỉ ví Binance Smart Chain hoặc địa chỉ ví ETH. Ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví Metamask của mọi người nhé. Sao chép địa chỉ ví sẽ gửi vào đây. Ok, join vào kênh group, join vào kênh trên Telegram đã join. Bấm button. Rồi, follow, like và retweet là cái liên kết mở lên. Mọi người sẽ retweet là cái liên kết này cho mình. Copy username này, sau đây bấm thích này. Retweet này, gắn username kênh liên kết vào. Ok, sau đây bấm tweet lại, đồng thời bấm vào tweet xem. Mở copy lại cái link này. Rồi sau đó quay trở lại, gửi link vào đây. Ok, tiếp theo subscribe kênh YouTube, bấm đăng ký kênh YouTube cho mình. Ở đây bấm đăng ký này, sau đây bấm một video. Mọi người chia sẻ cái video này lên kênh Twitter cho mình nhé. Ở đây mọi người sẽ bấm thích này, sau đây bấm chia sẻ lên kênh Twitter, bấm đăng tweet này. Rồi sau đó bấm quay trở lại mà copy lại kênh profile link kênh YouTube của mọi người nhé. Kênh của bạn này. Sau đây bấm vào ba gạch này. Ở đây mà bấm chia sẻ. Sau đây sao chép profile link kênh YouTube của mọi người. Sau đấy gửi vào Telegram. Ok. Rồi và cuối cùng mọi người sẽ bấm referral link, mọi người sẽ có một link rất chia sẻ bạn bè người thân. Bấm Binance Trust nhé. Dự án này thì là sẽ có 500.000 token Shiba và mỗi người 5.000 người sẽ chia phô giải thưởng này mọi người nhé. Bấm quýt ra kiểm tra người rút tiền nào. Đây nghĩa là mùng 10 tháng 11 đấy. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dẫn tiếp theo.